vậy đúng không? Bánh mần không không trả đúng không? Lại xe lai xin. Chào các quý vị. Hôm nay thứ bảy nhật lại bán bánh quấn trở lại đây. Mình có bà bạn này ngày nào cũng quan tâm đến thứ bảy nhật là cứ đến lai xin mình không ấy. Chào các quý vị nha, tôi bán bánh cuốn ở đây á, là mà còn là bà con này đến ăn ủng hộ. Giờ trước là có một đĩa, giờ mỗi người ăn hai đĩa. Thế này ủng hộ mình nhá, mình thấy người ta đem kim cương rồi mà mình không có, mình xèm lắm. Cố gắng ủng hộ mình cũng xin một viên thôi, mình không xin nhiều đâu. Mà bạn ngày nào cũng đến lai xin mình, cứ cuối tuần là đến lai xin mình không ấy. Mình bán bánh cuốn ấy thì nói chung cũng được nhờ cư dân ở HQ nhà mình rất nhiệt tình giúp đỡ. Thế nên là hôm nay mình cũng vui, em có biết rồi. Hôm nay là mình cũng rất là vui, tuần nào mình cũng được livestream. Mình có bà bạn cho này được cái là tuần nào cũng mang mình lên livestream để cho mọi người ủng hộ anh Quấn mình nhá. Mày đủ chưa? Còn cái đây đấy. Chứ đăng lên mà 1.300 lượt xem. Nhiều không? Có nhiều người xem không? Cái đó đăng lên trên video ngắn nữa 1.300 lượt xem. Rồi, trời ơi ghê gớm nhỉ. Sao mình lại nhiều người ủng hộ xem thế nhỉ? Ủng hộ mình nhá. Mình bán bánh quấn ở chung cư Hoàng Quân đó. Này bánh quấn không chị. Ở đây là nói chung là nhà mình nhá chỉ có ba gọi là nhân viên rồi là già thôi, toàn u 70 với 75 thôi. Thế cho nên là mọi người đến đây ăn ủng hộ dù có chậm trễ thì mọi người cũng thông cảm nghe. Toàn những u ấy coi là hết tuổi lao động nhà nước nuôi là mà vẫn cứ chiến đấu không mệt mỏi. Đấy mình tráng đấy, mọi người nhìn thấy mình tráng thủ công nhá. Không có máy móc gì luôn á. Mình đang định mở rộng thị trường, mình bán bánh ướt mấy hành phi đây mà không biết mình có bán được không. À, mình đây bánh trứng đi chị. Đấy, mình đang chim ra mình thấy mình chán thủ công chưa. Đấy. Mình đang định mở rộng cái nghề bánh cuốn này, mình chuyển sang thêm một ít nghề bánh ướt thì mình bán. Mà mình phi hành phi lên là hàng ngày là mình này hàng ngày là mình bán bánh ướt hành phi, không biết có bán được không. Ngày này cứ cuối tuần là mình phải có một người bà bạn thân của mình là livestream. Chào các quý vị nha, xem mình chả bánh cuốn thủ công này, bánh cuốn chín nè, toàn là nhân viên U70 với U75 thôi. Trẻ người ta không có làm mới là U70, 75. Trời, bà mới 60 rồi bà nói cái gì vậy? Ai mà 60, 70. Trời ơi, người ta 70 rồi. Nó nhỏ nhỏ mới có người ta tìm tới chứ nói à, gì. À nó nhỏ người à thế à? Nói nhỏ có nói trẻ trẻ ta à, còn năm nay mình U 60 mươi tìm tới U70 già. Giới thiệu nhá. Đây có ba người gọi là câu của câu lạc bộ coi như là những người cô đơn. Bạn đấy mà một ông anh 73 tuổi là cũng chưa có chị nào ngỏ nghe gì tới, còn bà chị thì từ trước bây giờ là chưa biết lấy chồng bao giờ. Thế còn mình mình thì mình có chồng rồi nhưng mà mình ghê gớm đánh đá quá nó bỏ mất tiêu. Bây giờ mình cứ phải ôm ngày bánh cuốn để mình sống thôi. Mình đáng yêu vậy mà ai bỏ mình, rất là đáng yêu không vậy. Vì mình có cái bệnh bán bánh quấn, mình cứ bắt nó dậy sớm ấy. Ông chồng dậy sớm ấy, nó không được, nó bỏ luôn rồi. Giờ mình mồ côi, mình cứ sống một mình như này thôi. Bên kia nổi bánh quấn bên cạnh luôn. À, đây là cái thành phần gọi là câu lạc bộ những người chưa chồng chưa vợ bánh quấn. Còn mà bạn nào là muốn kiểu ấy thì vào đây gọi là sinh hoạt câu lạc bộ bọn tớ. Mình đã nó có vui rồi. Thứ bảy nhật tuần nào cũng đông vui lắm, nhờ bà con cũng ủng hộ quá. Bắt đầu cái thứ tư tuần như mình những ngày thường á mà không bán đâu, chỗ này nó bán queo nó buồn lắm. Mà những ngày này là bọn mình bán không. Thứ bảy nhật là vui lắm. Bán lại đông vui nữa. Nhờ một quý vị là ủng hộ rất là nhiều. Mình cũng rất là cảm ơn. Làm ra mà không người ăn là chết, mà không người ủng hộ mình là tốt lắm rồi. Mình cũng tuần nào cũng được bà bạn cho nên đến nay xin
bây giờ này là nó cũng vắng, còn vừa rồi thì đâu nhắm mắt không kịp được. Mình bánh đủ các thứ nhá, mình bánh đá 10.000 á, trả 10.000 trả nào cũng được chị. Mình bán vừa trái cây tạp hóa mà mình đấy, mình đá cho mình không tiền đấy. Bán tạp hóa rồi là bán trái cây rồi là bán bánh cuốn lớn lớn nào không không hả? Đây đây đây, đang lấy đây. Mình chán thủ công ấy mình ơi. Lớn mà, cái nghề này là nghề của mẹ mình truyền đấy, ngày xưa còn nhỏ mẹ mình truyền cho mình, lười lắm, mình không có làm cả ăn đòn, đến giờ mình không có nghề nghiệp, mình mở ra mình bán. Mình bán bình dân lắm, có 15.000 đĩa thôi chứ mình không dám bán mắc. 15.000 một đĩa là không cả trả luôn. Bánh cuốn này nói chung là ăn cũng tạm tạm được được. Bán hai hộp, mỗi hộp 20 được. Bán hai hộp, mỗi hộp 20 chị. Hôm nay mình nay chim tớ lên chơi trong tớ có được được không? Đẹp. Hai hộp, mỗi hộp 20 chị. Chị có nói già quá, người ta sợ, người ta xách dép, người ta chạy. Hay lo như là người ta đỡ chạy. Có 50, 60 rồi thôi. Nói thật. Tất thập cổ lai đi ta chạy. Bây giờ mình lấy thật nha, mình mới có 58 thôi. Rồi, tại vì mình thấy mọi người cứ ấy quá, mình nói cho nó tăng tuổi chứ mình có 58, mình trẻ mà. Mình nhắn minh mẫn đó. Đúng rồi. À thế à, được rồi, đây ở đây gửi lấy cô đang nay xin để lên nay xin. Bà bạn này tuần nắng nay xin cô. Mình năm nay có 58 thôi, mình hắn trẻ trung lắm. Vâng. Mình quên mất mình nói 70. mình sống cô đơn là mấy chục năm nay rồi. Đấy, cho nên là mình có một cái lồi bánh cuốn với bản thân mình bây giờ là hai là thế thôi. Ủa? Ừ. Cái bán thì tuần nào cũng bán được, đã hàng được nhờ quý vị ủng hộ rất là nhiều. Thì mình cảm ơn quý cư dân của HPC mình nghe. Đồng lòng ủng hộ quá. Đây live stream cũng không quên cái này đâu. Cho đây cái nó luôn, hai cái thì chị yêu này nó không hợp thêm cái. Vâng. Hôm nay mình đi năm mấy tuổi thôi? 58 tuổi. Mình cô đơn. 58 tuổi mà anh nào 40 cũng được. Anh nào 40 cũng được. Thấy không? Anh nào 40 cũng được. Đó thấy chưa? Biết đầy đủ hả? Đầy đủ. 20 mắm cay không cay? Cái vụ này là mắm cay đó chị. Đem trả đầy đủ chị nha, dĩa 20 mắm cay. Mở ra cho người ta xem nào, cho người ta có xinh không nào. Có lấy được chồng 40 không? Xinh lắm. Xinh lắm hả? Trời đâu, ăn thua xinh hay không xinh? Ăn thua mình nói chuyện dễ thương là người ta chịu à. À thế có ai nói mình dễ thương chưa? Hai người ta bảo mình dữ quá. Nhưng mà nếu mà hả, mình có nhiều vàng là ta thấy mình dễ thương. Là mình chẳng có phân nào, mình có mà ít ăn trộm hết hình đâu. Mà hả bà có nhiều vàng là ta ái mộ bà liền á. Ừ, đúng rồi đấy. Ta vô ta hốt liền nha, ta đâu có để. 20 đó. Lợi này giàu lắm nha các bạn ơi, vô hốt đi. Bạn mấy bị tao hết hết rồi đấy. Giàu lắm. Vàng không nữa là vô mà hốt nha. Đây chị là 20 của ổng. Thiệt á, ổng còn xấu đẹp gì đâu. Giờ cứ có vàng là có người hot đúng không? Đúng, chính xác. Có vàng là có người vô hốt à. Không dám chê luôn. Dạ, vâng, tạm biệt khán giả. Tạm biệt nha, tạm biệt quý vị nha, tạm biệt quý cư dân mình nha. Tuần nào mình cũng live stream một tí. Từ ngày mình live stream giờ, mình cảm thấy cuộc sống yêu đời. Mà da rẻ mình cũng hồng hào lên một tí, trước mình buồn lắm, mình cứ chịu chịu. Tạm biệt. Có con bạn ở bên lớp 1 này, nó sang live stream cho mình, cũng biết ăn biết nói ở trên Facebook này. Tạm biệt đi, tạm biệt khán giả đi. Tạm biệt khán giả. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại tuần sau.